thấy một hiện tượng lạ xảy ra đối với cơ thể mình thì chắc chắn là quý vị sẽ nảy sinh rất nhiều những câu hỏi, trong đó thì có câu là sao điều này xảy ra với mình. Và trong chuyên mục Hãy hỏi bác sĩ hôm nay thì chúng tôi sẽ dành phần lớn thời gian để trả lời câu hỏi cho rất nhiều quý vị khán giả đã đặt về trong hộp thư của chương trình. Đầu tiên là email của chị Kim Ngọc ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Chào các bác sĩ, cách đây 2 năm em bị chẩn đoán mắc bệnh thalassemia, chồng em thì không bị, hiện em đang có thai. Bé của em có thể mắc bệnh này hay không? Gia đình em đang cân nhắc việc dự trữ máu cuốn rốn khi sinh nở. Điều này có cần hay không? Đây là một trường hợp mắc bệnh thalassemia mà đối với một cái chị mà mắc bệnh thalassemia mà lớn lên có một cuộc sống bình thường và hiện tại đang mang thai, thì đây là một cái người có một cái gen lặn mang bệnh. Và một người chồng không có bị bệnh thì là khẳng định là một người chồng là một cái tổ hợp gen bình thường. Cho nên khi sinh ra đứa con thì có thể là 50% là một cái người hoàn toàn khỏe mạnh và 50% là sẽ giống như mẹ, có nghĩa là một cái người có mang một cái gen bệnh. Thế nhưng thì chúng ta cũng cần phải giải thích cho quý vị khán giả biết rằng là thalassemia là bệnh gì. Thì nó là một cái bệnh mà nó đưa đến là thiếu máu, và khi như bệnh đưa đến thiếu máu đó, nó kèm với có thể là gan lách to. Nhưng mà về cái lâm sàng thì nó sẽ chia ra làm 3 loại, tức là thalassemia thể nặng, thalassemia thể vừa và thalassemia thể nhẹ. Thường á, thì cái bệnh nặng á, cái thể nặng thì thường là bệnh nhân sẽ tử vong lúc còn nhỏ, tức là khoảng 3-4 tuổi đã đưa đến. Và cái thể nhẹ thì tùy theo cái mức độ mà có thể là cái thời gian kéo dài ra cuộc sống hơn. Như quý vị khán giả vừa mới nói rằng là tôi được tình cờ phát hiện cách đây 2 năm và đã có gia đình, thì thường là cái thalassemia đó thể nhẹ, nhưng mà không được nghe báo rằng là cái nhóm beta, alpha hay delta, không thể biết được. Chúng ta biết thalassemia là một căn bệnh trong đó có bất thường ở trong chuỗi hemoglobin. Đây là một thành phần ở trong hồng cầu. Và chính vì bất thường này nên làm cho hồng cầu dễ vỡ hơn và người bệnh thì dễ thiếu máu hơn. Và do đó trong điều trị thì người ta thường là truyền máu vào. Và chính vì động tác truyền máu này thì mình biết rằng là ở khi mà đưa từ bên ngoài vào bên trong nữa, thì với một cái lượng sắt ngày càng nhiều thì sẽ tích tụ ở trong các cơ quan, ví dụ như là ở trong gan hoặc là ở trong vùng tụy, thì có thể đưa đến tình trạng gọi là lắng đọng sắt ở trong các cơ quan nội tạng. Thế thì trong vấn đề là chị có hỏi rằng là nếu như chị bị như vậy thì chị ăn uống như thế nào? Thì khi chị ăn uống thì chị có vẫn dùng chế độ ăn bình thường nhưng hạn chế những đồ ăn hay là những cái loại mà nó dư sắt, vì là bản thân chị là có thể đã bị thừa sắt. Chính vì cái bệnh này là liên quan tới di truyền, giống như bác sĩ Lê vừa nói là nhiễm sắc thể, thì đây là nhiễm sắc thể thường, nhưng mà nhiễm sắc thể giới tính. Nên khi mà các cặp vợ chồng á, dự định làm đám cưới với nhau đó, thì nên đi tầm soát và lập một cái bản đồ gen để mình coi coi là mình có bị mắc cái vấn đề về di truyền hay không. Thì khi lấy nhau như vậy thì khả năng mà có con có bệnh hay không có bệnh nó sẽ rõ ràng hơn. Và ở cái câu hỏi của chị này thì có thêm một cái là hỏi là có cần dự trữ tế bào máu, tế bào cuốn rốn hay không. Thì cái trong cái điều trị của bệnh thalassemia hiện nay, ngoài cái việc mà chúng ta truyền máu để mà kéo dài sự sống thì sẽ dẫn tới cái việc mà lách to gan ứ động sắt như bác sĩ Phước vừa nói, thì chúng ta còn có thể một cái phương pháp khác là ghép tủy. Thành ra đối với lại gia đình chị này, nếu mà nghĩ tới những cái về sau thì tôi nghĩ là có lẽ là cũng nên, nếu mà có điều kiện thì cũng nên gửi lại cái cuốn rốn. Mong rằng là qua phần trả lời của các bác sĩ vừa rồi thì chị Kim Ngọc đã có thêm được một số những thông tin về căn bệnh thalassemia, và xin được chúc cho chị sẽ mẹ tròn con vuông.